Mic Group, IEX Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Nghị định 153/2020 NĐ-CP sửa đổi đã trình nhiều lần, tuy nhiên chưa có được sự thống nhất với Bộ Tư pháp. Báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Nghị định sửa đổi Nghị định 153 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường quốc tế đã được đưa lên, đưa xuống nhiều lần nhưng chưa được thông qua. Nghị định 153 đã trình nhiều lần, tuy nhiên chưa được giải quyết. Hiện Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp chưa thống nhất, đề nghị đưa ra Chính phủ quyết luôn. Bộ Tài chính và Bộ Công an thống nhất siết lại một số quy định để quản lý chặt chẽ hơn, người đứng đầu Bộ Tài chính cho hay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ trưởng Hồ Đức Phước và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc dứt điểm ngay sau phiên họp thường kỳ tháng 7, đề nghị đưa lên trình Chính phủ nếu không giải quyết được. Nghị định 153 sửa đổi cũng là văn bản quy phạm pháp luật được các thành viên thị trường chờ đợi thời gian dài vừa qua, khi kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ bộc lộ nhiều điểm hạn chế, đặc biệt là khi Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, 9 đợt phát hành trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của 3 công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Giá trị phát hành qua kênh trái phiếu doanh nghiệp quý 2 đã giảm, tập trung ở nhóm tổ chức tín dụng, trong khi đó phát hành trái phiếu nhóm bất động sản và doanh nghiệp xây dựng giảm mạnh. Theo người đứng đầu Bộ Tài chính, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vẫn chưa thống nhất do Bộ Tư pháp có ý kiến và các quy định mới cần phù hợp với hiến pháp, quyền con người. Theo dự thảo trình lên hiện tại, Nghị định 153 sửa đổi theo hướng yêu cầu tổ chức phát hành sử dụng vốn đúng mục đích như công bố thông tin, sau này kiểm tra nếu không đúng sẽ tính vi phạm. Cùng đó, nghị định mới cũng quy định về việc thực hiện xếp hạng tín nhiệm theo lộ trình, chào bán cho cá nhân phải trao đầy đủ quyền sở hữu trái phiếu cho cá nhân, yêu cầu kiểm toán, thuê công ty tư vấn nâng cao minh bạch và tài sản đảm bảo phải định giá. Đối với nhà đầu tư, quy định mới yêu cầu nhà đầu tư chuyên nghiệp nắm chứng khoán và giá trị trung bình 2 tỷ trở lên trong 6 tháng. Bộ trưởng Tài chính cũng dẫn ra trường hợp ở một số quốc gia khác, năng lực của nhà đầu tư chứng khoán thường xuyên phải có 400.000 đô la Mỹ trên tài khoản. Cùng đó, quy định mới cũng sẽ là cơ sở để tổ chức riêng thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.